Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Nhân tố quyết định nhịp điệu thị trường trong tháng mới xuất hiện. Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ có thể thiết lập nhịp điệu cho thị trường trong tháng mới. ING nhận thấy nguy cơ nguồn cung lao động không theo kịp với nhu cầu gia tăng. Điều này có thể đè nặng lên dữ liệu thực tế. Và cuối cùng, Fed có thể vẫn thoải mái với dòng điện mềm mỏng hiện tại, có tác động tiêu cực đến đồng USD lâu hơn một chút. Mời mọi người cùng điểm qua các sự kiện quan trọng sẽ dẫn dắt thị trường trong tuần mới dưới góc nhìn của các nhà phân tích tại ING. Đối với đồng đô la, nên form tháng 5 sẽ thiết lập nhịp điệu thị trường cho tháng 6. Có thể thấy rằng, báo cáo biên chế phi nông nghiệp nên form yếu ớt của Mỹ trong tháng 4 đã tạo ra nhịp điệu thị trường cho tháng 5 vừa qua. Điều này khiến thị trường phần nào bớt lo ngại về việc Fed sẽ rút bớt các kích thích hay còn gọi là tapering, cảm thấy an toàn với niềm tin rằng Fed sẽ không sớm đưa ra quyết định. Và việc phát hành dữ liệu nên form tuần này cũng có thể có tác động tương tự. ING hiện đang kỳ vọng mức tăng là hơn 500.000, thấp hơn mức dự báo đồng thuận của thị trường, hiện đang ở mức hơn 650.000 do tin rằng nguồn cung lao động không theo kịp với nhu cầu ngày càng tăng và điều này có thể tiếp diễn từ 2 đến 4 tháng tới đây, khiến cho cuộc tranh luận về việc Fed rút bớt các kích thích ngày càng nóng lên. Tuần mới sẽ chứng kiến Fed phát hành dữ liệu PageBook, sách màu be và nhiều diễn giả của Fed, trong đó có Chủ tịch Powell sẽ xuất hiện. Dữ liệu đáng chú ý khác của Mỹ trong tuần mới sẽ là chỉ số ISM tháng 5, dự kiến sẽ duy trì mạnh mẽ. Ở ngoài nước, các chỉ số PMI tháng 5 của Trung Quốc và công bố triển vọng kinh tế của OECD sẽ được chú ý. Báo cáo giữa kỳ tháng 3 của tổ chức này dự báo tăng trưởng thế giới ở mức 5.6% và khả năng sẽ được điều chỉnh tăng, từ đó hỗ trợ cho câu chuyện USD suy yếu, hàng hóa tăng giá. Dự báo chỉ số đồng đô la trong tuần là 90.3, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 89.5 đến 90.5, mục tiêu một tháng là 89. Đối với đồng euro, không thấy những con diều hâu. Phe bồ câu, tức là theo trường phái nới lỏng chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, đã thống trị trong tuần qua, thuyết phục các thị trường rằng ECB sẽ không giảm tốc độ mua tài sản hiện ở mức 80 tỷ euro trên tháng thuộc chương trình PEPP khi ECB tiến hành cuộc họp vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Gần đây, chúng ta không nhận được nhiều thông tin từ các thành viên diều hâu, và nếu ECB muốn chuẩn bị cho một cuộc thảo luận cân bằng hơn thì họ phải làm điều đó trước thứ năm, thời điểm mà khoảng thời gian im hơi lặng tiếng trước cuộc họp chính sách sắp tới bắt đầu. Về mặt dữ liệu, thứ ba có thể chứng kiến chỉ số CPI tháng 5 tăng nhanh, dự kiến sẽ tăng lên 1.9% hàng năm. Chúng ta cũng sẽ thấy số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 5 và thứ ba, hiện thị trường đang kỳ vọng thấy các mức giảm. Sự kiện quan trọng sẽ đến vào thứ Tư khi ECB phát hành báo cáo về vai trò quốc tế của đồng euro. ING dự báo báo cáo này có thể mang lại một số động lực thúc đẩy cho đồng euro. Dự báo tỷ giá euro USD trong tuần là 1.2144, dự báo xu hướng trong tuần là tăng nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 1.2150 đến 1.2310, mục tiêu một tháng là 1.23. Đối với đồng yên Nhật, chờ đợi sự tương quan giảm bớt. Tuần mới, các nhà giao dịch cặp tiền UJ tiếp tục cần chú ý đến lợi suất trái phiếu Mỹ. Một báo cáo lao động yếu kém có thể gây bất lợi cho lợi suất Mỹ và đồng đô la. ING hiện đang theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào trong mối tương quan giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và tỷ giá cặp UJ, bởi đó có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy phân bổ rủi ro, risk premium, đang được định giá vào đồng đô la trong bối cảnh thâm hụt kép của Mỹ ngày càng tăng lên. Lịch kinh tế của Nhật khá mỏng và không kỳ vọng nó có thể tác động đáng kể lên cặp UJ. Dự báo tỷ giá cặp USD/JPY trong tuần là 110.06, dự báo xu hướng trong tuần là trùng lập, dự báo biên độ trong tuần là 108.80 đến 110.50, mục tiêu một tháng là 108. Đối với đồng bảng Anh, không kỳ vọng đồng bảng Anh có động lực tăng thêm từ các tín hiệu diều hâu mới từ BOE. Đồng bảng Anh đã phản ứng mạnh mẽ với những bình luận của Hugh Village của Ngân hàng Anh BOE về khả năng tăng lãi suất trong năm 2022. Điều này phản ánh rằng thị trường đang quá nhạy cảm với những thay đổi định hướng chính sách. Và mặc dù điều này có tác động tích cực lên đồng bảng Anh,
ING nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không nhận được những bình luận diều hâu thẳng thắn như vậy trong giai đoạn này nữa. Nó đồng nghĩa với việc đồng bảng Anh sẽ không có thêm động lực tăng tương tự. Tin tức rằng nền kinh tế Vương quốc Anh mở cửa trở lại hoàn toàn trong tháng 6 đang ở mức cân bằng. Điều này cuối cùng có thể giúp đồng bảng Anh tăng cao hơn do dữ liệu kinh tế được cải thiện. Bên cạnh đó, việc cặp Euro USD tăng một cách đều đặn cũng sẽ có lợi cho cặp GBP USD. Dự báo tỷ giá GBP USD trong tuần là 1.4155. Dự báo xu hướng trong tuần là trung lập. Dự báo biến đổi trong tuần là 1.4010 đến 1.4380. Mục tiêu một tháng là 1.44. Đối với đồng đô la Úc, RBA có thể có cuộc họp yên tĩnh nhưng cần lưu ý những bất ngờ. Sự bùng phát trở lại của COVID-19 ở Melbourne đã buộc thành phố phải đóng cửa lần thứ tư kể từ khi bắt đầu đại dịch, làm dấy lên những lo ngại mới về con đường phục hồi của kinh tế Úc. Điều này có thể cung cấp một lý do để Ngân hàng Dự trữ Úc RBA giữ thái độ ôn hòa lâu hơn khi công bố chính sách tiền tệ vào thứ ba. Kể từ cuộc họp chính sách mới nhất ngày 4 tháng 5, RBA đã không còn nhận được nhiều dữ liệu kinh tế đầu vào. Dữ liệu quan trọng duy nhất là báo cáo việc làm tháng 4 cho thấy tổng số việc làm giảm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 5.5%. Kết hợp với lạm phát yếu trong quý 1, về lý thuyết, RBA có đủ lý do để giữ nguyên thông điệp chính sách của mình trước cuộc họp quan trọng vào tháng 7, khi họ được dự kiến sẽ quyết định xem có triển khai chính sách kiểm soát đường cong lãi suất hay không. Với việc Ngân hàng Dự trữ New Zealand, RBNZ và Ngân hàng Trung ương Canada, BOC đều đưa ra quan điểm nghiêng về thắt chặt, thì RBA rõ ràng đang gặp áp lực. ING cho rằng đây sẽ là cuộc họp giữa chừng với rủi ro là RBA sẽ nghiêng về thắt chặt. Điều này là một sự bất ngờ khiến đồng AUD hơi nghiêng về phía tăng trong tuần tới. Về mặt dữ liệu, ING kỳ vọng tăng trưởng quý 1 sẽ đạt 1.1%, phù hợp với các dự báo. Dự báo tỷ giá AUD USD trong tuần là 0.7687. Dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ. Dự báo biên độ trong tuần là 0.7670 đến 0.7810. Mục tiêu một tháng là 0.78. Đối với đồng đô la Canada, dữ liệu kinh tế có thể khiến đồng CAD có thêm động lực. Đồng đô la Canada đã từng là đồng tiền duy nhất không thể hưởng lợi từ việc đồng đô la suy yếu trong vài ngày qua. Điều này xảy ra sau đà tăng kéo dài của cặp USD/CAD sau khi BOC diều hâu và được thúc đẩy thêm bởi tốc độ tiêm chủng nhanh chóng của Canada. Dữ liệu CFTC mới nhất cho thấy các vị thế đầu cơ CAD đã chuyển mạnh sang vùng mua và nó có thể cản trở CAD tăng thêm trong tuần. Tuần mới có khá nhiều dữ liệu quan trọng đối với CAD. Số liệu GDP tháng 3 sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về tình trạng kinh tế trước khi dịch bệnh bùng phát trở lại, kéo theo các biện pháp phong tỏa chặt hơn. Quan trọng hơn sẽ là báo cáo việc làm tháng 5 vào cuối tuần. Trước đó, con số thực tế tháng 4 là ở mức âm 207.000 và thị trường đang kỳ vọng sẽ nhìn thấy sự cải thiện trong tháng mới. ING cũng kỳ vọng một sự gia tăng mạnh mẽ. Kết hợp với sự tăng vọt gần đây của lạm phát, 3.4% trên cơ sở năm, thị trường có thể định giá thêm một dòng điệu diều hâu hơn vào cuộc họp tháng 9. Mặc dù vậy, mức hỗ trợ 1.20 trên USD/CAD vẫn có thể được giữ lại ở hiện tại. Dự báo tỷ giá cặp USD/CAD trong tuần là 1.2117, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biên độ trong tuần là 1.2 đến 1.2150, mục tiêu một tháng là 1.2. Trên đây là các nhận định chi tiết về các đồng tiền lớn mà các bạn có thể tham khảo để có chiến lược giao dịch phù hợp. Nếu thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Forex tuần tiếp theo.